giới tư vấn bán hàng Volkswagen tại Việt Nam đang đồng loạt thông báo nhận đặt cọc Terra Montic với giá dự kiến 2,168 tỷ đồng. Xe dự kiến ra mắt ngay trong tháng này và được bàn giao tới tay khách hàng trước Tết Nguyên đán. Lô đầu tiên có 30 xe. Như vậy, mẫu xe này sẽ cùng Terra Montic giá ưu đãi hiện tại 2,099 tỷ đồng, cạnh tranh với Hyundai Palisade và Ford Explorer. Terra Montic là phiên bản thiết kế lại của Atlas Cross Sport do SAIC sản xuất riêng cho thị trường Trung Quốc. Xe được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2019 và đến tháng 7 năm 2022 có phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, facelift. Volkswagen Terra Montic bán tại Việt Nam là phiên bản mới nhất. Hình dáng SUV coupe của Volkswagen Terra Montic không khác nhiều so với bản gốc Atlas Cross Sport với trần xe vuốt thấp dần về phía sau. Phía trước gây ấn tượng với cụm đèn LED ma trận 2 tầng, tích hợp giải LED định vị ban ngày hình chữ L. Lưới tản nhiệt dạng nan ngang vẫn được giữ lại trên mẫu xe này, nhưng được lược bỏ phần nẹp mạ chrome để đem lại kiểu dáng khỏe khoắn hơn. Ở phía sau, cụm đèn hậu hai bên có thiết kế nối liền với nhau bằng phần ốp màu đen bóng. Cản sau vuông vức đi kèm hai đầu ống xả giả. Xe phát triển dựa trên nền tảng MQB nổi tiếng của tập đoàn Volkswagen, với chiều dài 4.917mm, chiều rộng 1.989mm, chiều cao 1.729mm và chiều dài cơ sở 2.980mm. Nếu so với Terra Montic, thì Terra Montic ngắn hơn 180mm và thấp hơn 48mm. Xe chỉ có 5 chỗ ngồi. Nội thất hiện đại hơn hẳn so với Terra Montic đang bán ở Việt Nam. Một số trang bị nổi bật có thể kể, đến bảng đồng hồ dạng màn hình kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm 12 inch, hệ thống âm thanh 12 loa Harman Kardon, hiển thị thông tin lên kính lái H, phanh tay điện tử, xà không dây, đèn trang trí nội thất, cốp đóng mở điện có cảm biến đá chân. Về công nghệ an toàn, giới tư vấn bán hàng hé lộ mẫu xe này sẽ có ga tự động thông minh, camera 360 độ, cảnh báo va chạm, phanh tự động, hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo mất tập trung, cảm biến trước sau và cảnh báo va chạm khi mở cửa. Tại thị trường Trung Quốc, Volkswagen Terra Montic có hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng tăng áp 2.0 lít cho công suất 220 mã lực và mô men xoắn 350 Nm. Thứ hai là động cơ xăng tăng áp V6 2.5 lít cho công suất 299 mã lực và mô men xoắn 500 Nm. Cả hai tùy chọn động cơ đều đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4 motion. Nhiều khả năng, hãng sẽ chọn động cơ xăng tăng áp 2.0 lít trên Terra Montic bán tại Việt Nam.